Rồi, hello anh em nha. Hiện tại mình đang có mặt trong bãi xe của mình ha. Thì ở trước mặt anh em đây là em tích biển số 38 em, 06826 số đẹp nha. Đấy, em này thì đời 2007, mình sơn lại khoảng 50% chiếc xe. Xe này thì mâm lớp vỏ mới, đăng kiểm mới, sơn đẹp, đời 2007, đời cao nha anh chị nha. Em này máy số gầm cực kỳ im luôn. Thì em này xe này bên mình đang bán với giá tiền là chỉ 62 triệu. Đó, mình bán chỉ là 62 triệu thôi nha anh em ha. Nội thất là siêu đẹp luôn nha. Túp lô túp ly còn rất là mới. Giá này là giá cực kỳ rẻ cho anh em mình nè. Không có giá nào rẻ hơn nữa đâu ha. Đời rất là được cao. Tại vì do là biển số ở Bắc á, cho nên rẻ. Xe này bán bao tiền. Anh em thấy ok không? Xe đẹp ha. Và anh em thấy được thì cứ nhắc máy alo cho mình ha. Mình còn một con Matic bên này nữa thì màu trắng. Đó, bên đây thì có một chiếc màu. Đăng kiểm thì còn lâu ha. Đăng kiểm thì tới nửa năm. Đó. Rồi, qua đây thì còn một màu trắng bên nè. Đời 2005. Xe này thì mình sơn nguyên chiếc, em này thì đẹp lắm. Đánh bóng đồ đèn luôn. Xe ngay chủ mâm đúc vỏ mới. Đó, anh chị mua xe này về đi Tết thì rất là hợp lý, xe đẹp ha. Xe này thì mình đã đang sơn hết nguyên chiếc. Đó. Anh em thấy thích thì cứ alo, xe ngay chủ biển số Tiền Giang, số cũng dễ nhìn. Anh em muốn xin tên thì sang ha, không ủy quyền cũng được. Thì em này thì nội thất còn sạch sẽ lắm. Máy thì mới đợi tu là hết mười mấy triệu. Sơn xong anh sẽ gửi lại hết. Thì xe này em bán giá tiền là 75 triệu ha. Đó. Anh em xem thấy ưng thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Túp lô túp ly thì xe này cũng còn khá là ổn định và đẹp. Ghế da mới luôn. Ghế da là anh này anh mới lợp hết 4 cái dàn ghế da mới luôn á. Có màn hình luôn, màn hình cam da đầy đủ luôn nha. Âm thanh nghe nhạc máy lạnh là không thiếu gì hết. À, đã chưa? Mâm đúc mới, vỏ mới luôn. Đó. Anh em thấy ưng thì cứ alo anh nha. Hai xe này còn rất là đẹp. Hỗ trợ giao lưu mua bán trao đổi với anh em luôn. Anh em nào thích thì cứ nhấc máy alo cho mình qua số điện thoại 0834 33 3371 hoặc 0397 026 935. Hai số đều có Zalo nha anh em.